chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm, đó chính là một cái hộp đồ chơi nha. Một hộp đồ chơi có hình lập phương, có cái dáng hình con 5G Block ở bên trên nha mọi người. Thậm chí các bạn có thể lên cả các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada cũng bày bán cái này rất là nhiều chủng loại và rất nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn cho nó phù hợp với cam được sử dụng cũng như là cái màu sắc yêu thích của mình. Chất liệu thì là cốt tông 100% rồi. Kích thước thì nó dựa vào 30x50cm. Chiều này là 30cm và chiều này là 50cm. Đây là một cái sản phẩm được xuất xứ tại Việt Nam nên là mọi người cứ yên tâm về chất lượng của nó, và chất lượng đảm bảo với mọi người, con người Việt Nam chúng ta. Lưu ý sử dụng tay này là thì nói nhiều, mọi người nói nhiều thành ra mình cũng đau đầu lắm. Màu hay lần đầu kiểu cứ nói trong một cái phòng nhỏ như này, phòng kín như này, trong tầm 5-6 người cứ nói liên tục như này dễ bị tổng cảm nhập ma. Vì nó là một trong sản phẩm sợi cotton nhưng mắt này đau không ra gì cả. Đáng lẽ hôm nay phải đi làm rồi nhưng mà tôi vẫn đi làm. Và đó các bạn muốn sử dụng những cái hàng Việt Nam để ủng hộ người Việt Nam và sử dụng những cái thiết bị điện được sử dụng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Nhớ like, subscribe cho kênh của mình, nhấn nút chuông thông báo để nhận được những thông báo sớm nhất về cái video mới trên nhất trên kênh của mình nhé. Tại sao mày cài mấy góc gớm cơ? Bây giờ có góc rồi. Mọi người có thể mua về để cho con của mình đã biết được về các bài vần nha. Thôi đừng có chụp tao xin mày ấy. Chụp một cái đây tốt lắm chứ. Mày cần sống kiểu gì chụp để còn ngó cái đầu ra sao. Có gì không chị, em mượn với Long ơi. Đây có cái khăn em ạ. Cái gì cũng được. Mới mà em chưa review. Em không dám lại chỗ anh ngồi nữa đâu. Tại em ngồi với cái em còn quấn cái khăn nữa rồi em tắm. Hôm qua không phải là tắm xuống đúng không? Không biết, em không nhớ. Thân nhanh lắm, mình chỉ việc ra một giây thôi. Như kiểu ghế của em cho anh này cũng dễ ngã này. Thì hắn ngồi ghế này mà. Đây có gọi là một tai nạn nghề nghiệp mọi người. Mọi người nghĩ là đấy có phải một tai nạn nghề nghiệp không? Như thế này mà vẫn đi làm thì thật sự rất là kiên cường, tinh thần thép luôn ấy. Này mà công ty không x2 lương thì hơi phí nhỉ? Em có thể ý kiến với chú em. Cần được biểu dương, cần được khen thưởng. Ok. Chứ trả lương ở đi mà vẫn phải đi làm. Lần trước thưởng cho đoàn được chưa? Này chưa anh ạ. Đấy. Hình như con đấy nó là con gì? Đúng là nó là con gì? Anh Long ơi, anh em nhắn cho nhá. Ok. Em chụp rồi à? Em chụp cho đi à? Em đang bơm ấy ạ. À? Em đang bơm.
Sớm đang bơm mà. Để đấy quên rồi. Đang bơm rồi. Em để ý nhá. Ngày mai, sáng ngày mai ấy. Ngay bây giờ này. Sáng ngày mai ấy, nó cập nhật cái là em bấm luôn. Ồ, thật chắc chắn là ngày mai là cố không? Anh nghĩ là chắc là ngày mai là sửa đúng đấy, nhưng mà kiểm tra ra cho nó chắc nghe chưa? Thì lúc mua ngày mà cũng kiểm tra. Cứ tầm khoảng đầu tiên là 8 giờ sáng này, 8 giờ sáng hoặc là 2 giờ chiều đấy, là nó sẽ cập nhật. Trước giờ không còn bác đúng không? Nó đang bơm cho em rồi nãy, nó nói với nó rồi, nó bảo nó đang bơm rồi. Quá 12 ngày rồi. Lên này dùng để coi chiên. Sao? Ôi bây giờ bà là mẹ qua mới bị xả cho xong bây giờ đòi tiền. Em sợ lắm. Quyền lợi của em mà. Em phải trả lời chứ. Lừa gì? Lừa thật. Hỏi anh Phương. Em phải nhắn tin riêng với anh Phương. Bảo là anh ơi cái tiền của em trước anh nói đâu. Cho em xin. Ngày đấy cảm xúc. Đúng không? Thì là công ty nó khó khăn. Rồi em đợi đến cái hôm mà lấy lương xem là có được cộng thêm không. Em không được cộng thêm thì đòi. Không, lần trước em ước 500 nghìn rồi. Em hoàn là mất, thì sếp đã quên rồi. Em bảo 500 nghìn mà từ đấy rồi chưa lấy. Em bảo với Trang. Đây là cái sản phẩm gì nhỉ? Cái hộp này mọi người có thích bỏ đồ vật ở đây để làm lúc lắc đồ chơi cũng được nha. Đây này, nó có phần cái nắp để mọi người mở ra đấy. Nắp này. Nắp nó rời như thế này nha mọi người. Mọi người mở ra như thế này rất là dễ này. Nó là hình vuông, hình lập phương ấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video review về cái hộp đồ chơi như hôm nay của mình nhá. Mọi người muốn mình review cái sản phẩm nào thì có thể để lại bình luận ở bên dưới cho mình nha. Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với kênh review trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay video của mình đến đây là kết thúc thôi nha mọi người. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe nha. Mình cũng sẽ review theo yêu cầu của mọi người nên mọi người cứ việc để lại bình luận ở bên dưới cho mình nha. Mình sẽ đọc và làm theo. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của mình. Mọi người nhớ là bật cái thông báo ở bên cạnh phần đăng ký để nhận được thông báo khi mà mình up video mới lên kênh nhé mọi người. Bye bye.